Mì xin chào cô chú và các anh chị. Hôm nay thì gia đình của Thêm Mì sẽ đi vô Home Depot và mua đèn để mình trang trí cho ở trước nhà và trang trí cho cây thông. Thì hôm nay Thêm Mì đang trên đường đi đây. Thì Thêm Mì mời cô chú và các anh chị hãy cùng đi với lại Thêm Mì. Ok, mình đi nha. Hello cô chú và các anh chị, thì mình đã đến nơi rồi đây. Đây thì Thêm Mì thấy ở trong đây bán cũng nhiều đồ trang trí lắm. Nhưng mà năm nay á, cái mấy cái đèn mà mình treo ở trên cây thông với lại trang trí á, rất là mắc luôn. Hình như mùa Covid này cái gì cũng lên giá hết cô chú và các anh chị ơi. Đây thì nhìn thấy đẹp lắm nè, ở phía trên cao á là có những cái hình ông già Noel đồ để mình làm đèn cho đằng phía trước nhà đó. Còn đây là những cái bông hoa, chỉ có mùa Noel là mới có cái bông màu đỏ này thôi. Thêm Mì cũng không nhớ là cái tên hoa này tên gì lắm, nhưng mà Thêm Mì rất thích cái hoa này nè. Thì thôi bây giờ mình đi kiếm đèn để mình mua nha cô chú và các anh chị. Có không? Giờ sao?
chiếc vớ này nó có cái tên nè, 15 đô một chiếc vớ này cô chú có gì vậy? Tất cả đều 15 đô. Mình thích cái chiếc vớ này. Này keo bỏ quà vô cũng được. Có cái bông này nè, cái bông snowflake.